Ở đây một mình chắc buồn dữ ha. Tính ra là màu sắc cũng khá đó. Đi mua cà phê mà cũng nói chuyện với cá được nữa hả? Dạ. Cậu. Ủa, đi đâu đây? Sao không ở ngoài xe? Dạ, tính ở ngoài xe mà tại buồn ngủ quá, tối qua thức hơi khuya vô đây tính kiếm đi cà phê uống cho nó tỉnh tỉnh xíu. Hồi nãy không nói tôi mua luôn. Trời ơi, sao được cậu? Tôi làm thuê làm mướn, ai dám sai cậu chủ đi mua cà phê. Trời ơi, trời đánh tôi chết. Mày là người nhà không mà, có sao đâu. Ủa là được làm người nhà hả? Anh vậy thôi, mua được 2 ly nha. Ừ, được rồi. Dạ, vậy cảm ơn cậu, cô. Hết ra ngoài xe đợi nha. Ừ. Dạ. À chú, tài liệu mà chú kêu con chuẩn bị á, con chuẩn bị xong hết rồi. Chú nhớ là chú hứa với con cái gì đó nha. Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. Thì sẵn tiện con nhắc chú thôi. Hình như là con lúc nào cũng mất niềm tin vào người khác. Thì thỉnh thoảng cũng có vài chuyện. Nhưng quan trọng là con không tự tin ở bản thân mình. Tại sao? Công việc thì không ổn định, tương lai thì chưa rõ ràng, sao tự tin ở bản thân mình được. Con biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình vậy là tốt. Đừng có đổ lỗi cho số phận nữa. Đổ lỗi cũng đâu có tốt hơn được gì đâu. Sự thật thì luôn mất lòng. Ngoại hình thì không được đẹp, công việc thì chưa ổn định, tương lai thì không rõ ràng, chưa lo được cho bản thân mình. Nhìn mình người ta còn không muốn nhìn nữa, huống hồ gì là tìm hiểu mình nhiều hơn. Chú sẽ giúp con có nguyên một combo tự tin từ đầu tới chân. Chào em. Chào anh. Bạn gái anh hả? Anh yên tâm, đã vào đến đây á thì dịch cũng quá thành thiên nga. Anh hãy tin tưởng thôi em. Bây giờ mình về công ty hả chú? Con đón taxi về công ty trước đi, chú có việc. Ủa? Chú đi công tác 3 ngày, nhớ lo chu toàn tất cả mọi thứ. Vậy nha. Chú!